Thưa quý vị, sáng 20 tháng 6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã gửi lãng hoa chúc mừng báo Nhân dân kỷ niệm 99 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thanh tra Chính phủ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cùng một số cơ quan ban ngành khác cũng đã tới chúc mừng đội ngũ người làm báo Nhân dân, tiếp đón các đoàn có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Quế Đình Nguyên, Phó tổng biên tập báo Nhân dân. Đến chúc mừng đội ngũ người làm báo Nhân dân nhân dịp kỷ niệm 99 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam trong sáng ngày 20 tháng 6, có đoàn Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương do đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối làm trưởng đoàn, đoàn Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng do Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đoàn Ban Tổ chức Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng một số cơ quan ban ngành khác. Tổng biên tập báo Nhân dân Lê Quốc Minh, Phó tổng biên tập báo Nhân dân Quế Đình Nguyên trong các cuộc tiếp đã trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu của các cơ quan ban ngành dành cho đội ngũ người làm báo Nhân dân, cho biết báo Nhân dân sẽ luôn đồng hành cùng các cơ quan đoàn thể trong việc tuyên truyền, thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Thời gian tới, báo Nhân dân sẽ có nhiều đổi mới về nội dung và cách thức thể hiện để truyền tải những thông tin hữu ích nhất đến các tầng lớp nhân dân, trong đó bao gồm cả giới trẻ. Trong chiều ngày 20 tháng 6, Phó Tổng biên tập báo Nhân dân Phan Văn Hùng đã tiếp đón các đoàn, Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Công Thương và Bộ Giáo dục và Đào tạo đến chúc mừng đội ngũ người làm báo Nhân dân nhân kỷ niệm 99 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Trân trọng cảm ơn những tình cảm của các cơ quan đơn vị, đồng chí Phan Văn Hùng cho biết, năm nay kỷ niệm 99 năm ngày báo chí cách mạng là dấu mốc rất quan trọng chuẩn bị tiến tới kỷ niệm 100 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Báo Nhân dân đang nỗ lực đổi mới để vừa thực hiện tốt yêu cầu công tác thông tin, tuyên truyền, vừa đáp ứng nhu cầu đa dạng của độc giả, tạo niềm tin công chúng.